phải lới lỏng cái cáp này ra, không có đứt tiếp. Mà nếu mà lới lỏng cái cáp này ra ấy, mà được mà lới thì nó lại đẩy ra. Thì cái tàu này bị đẩy ra xa. Nó một cảm tiếp. Nhưng mà ít nhất ấy là lới lỏng ra để là cái găng quay này. Nếu mà nó đứt cáp ấy, cái tàu lắc đít một cái là cái găng quay này đứt luôn này. Đứt găng quay là anh em khỏi về đến đấy.